Xin chào cả nhà. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác một cái chiếc máy lọc không khí Panasonic hàng rất là VIP nhé. Đây là một con máy trong cái phân khúc cao cấp nhất của Panasonic tại thời điểm nó ra mắt, công suất cũng là lớn nhất, một con đầy đủ full tính năng. Về hình thức con này thì vỏ nguyên bản còn rất là đẹp, như trên clip các bác thấy đấy, hình thức còn khá là chất, đúng theo nguyên như chất bãi luôn. Mọi tính năng thì hoạt động hoàn hảo, hình thức thì khá là đẹp. Về tính năng của con này thì đầu tiên thì con này nói với các bác là dùng cho phòng khoảng 55 mét vuông đổ lại được nhé, dùng cho phòng khoảng 55 mét vuông trở lại. Mã của nó là VXG80, là cái loại tại thời điểm ra mắt nó là to nhất đấy, dùng cho phòng khoảng 55 mét vuông trở lại. Trên bảng điều khiển thì các bác thấy đây, báo phần trăm độ ẩm bằng số điện tử. Chỉ có cái phân khúc 80 của Panasonic thì nó mới có đây, tức là phân khúc cao cấp nhất với số báo điện tử này, còn bình thường chỉ báo số cơ học thôi. Đây là phím khóa cho em này. Đây là hẹn giờ. Echo Navi. Cảm biến ánh sáng. Điều chỉnh cửa vẫy, cửa dâng. Điều chỉnh tốc độ lọc, nhanh chậm, tự động khác nhau. 3 chế độ lọc khí và bù ẩm. Đây, đắt nhất ở cái máy này nó là cái mắt cảm biến phát hiện người các bác nhé. Máy sẽ chạy ở cái chế độ là có người khi phát hiện trong phòng có người di chuyển. Còn nếu một lúc lâu mà không phát hiện có người di chuyển thì máy sẽ hoạt động cơ chế theo cái chế độ không có người. Về phần màng HEPA thì chiếc màng đi theo máy còn zin còn như mới này các bác này. Màng zin theo máy còn rất đẹp nhé. Đây. Màng than hoạt tính thì rất là dày, to, khử mùi tốt. Pana. Một chiếc máy Panasonic VG80, công suất khủng, lọc khí, bù ẩm, khử mùi, đầy đủ tính năng. Bên đây là phần bình nước bù ẩm, bình nước rất là to, như ngày anh khô góc cho nước vào bù ẩm nha. Để mang tàu ẩm zin theo máy còn như mới này, thay nước trắng đẹp. Công suất máy không thể. Năm sản xuất 2012, VXG80, 74W, dùng trong phòng khoảng 55m2 trở lại, điện 100V, thì bên em đấu biến áp bên trong thành điện 220V rồi. Sẽ test bụi mịn 2.5 cho các bác xem nhé. Đây là chất lượng không khí hôm nay ở ngưỡng khá xấu này các bạn này. Đây, quay về rồi này. Ở ngưỡng cam là chất lượng không khí xấu các bác nhé. Bây giờ em sẽ cho vào máy test nhé, kiểm tra chất lượng không khí sau khi mà qua bộ màng lọc HEPA, qua cái bộ khử khuẩn nano của máy thì xem chất lượng không khí nó thế nào. Đấy, các bạn thấy chất lượng không khí đã trở về ngưỡng xanh rất là tốt. Cho nên phải nói cái máy lọc khí, cái hiệu quả của nó là thật sự là rất là tốt, chứ không phải là mình nói mồm quảng cáo mồm đâu ạ. Đấy, chất lượng lọc không khí, chất lượng không khí khi được qua màng HEPA và qua bộ khử khuẩn nano y này để cho cái chất lượng không khí này ở cái môi trường ngoài chất lượng không khí rất là kém, nhưng mà cho về qua máy lọc khí thì chất lượng không khí các bác thấy nó tốt hẳn lên nhé. Tốt luôn. Chiếc này em bán là 3,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm, giá chưa có phí vận chuyển. Bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.